Vâng, xin chào mừng quý vị bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tiến Xe Tải Hà Nội. Thì uh, có rất nhiều những anh em là chở những cái mặt hàng như nhôm kính này, hàng những hàng uh, sắt ống, sắt phi uh, có chiều dài lên đến là khoảng 6m, hàng nhôm kính hoặc là những cái sản phẩm như đồ gỗ, đó, những cái gỗ, những con phôi gỗ đó thì có rất nhiều anh em đang cần những chiếc xe tải thùng lửng, uh, thùng bạc thì cũng có thể sử dụng được nhưng mà phiên bản thùng lửng là sẽ tốt hơn rất là nhiều. Cho những anh em là chở nhôm kính, anh em có thể đặt những cái kệ nhôm kính lên. Đó, thì đây là một chiếc xe tải của Dehan Moto là chiếc xe tải Teraco. Đó, chiếc xe tải Teraco 345SL này thì tôi cũng có rất nhiều video giới thiệu rồi. Và đây là một cái phiên bản thùng lửng mà cũng khá là ít khách hàng có cái nhu cầu với, chiếc thùng lửng này. Đó, bởi vì nó khá là chuyên dụng nha anh em. Thường những anh em nào chở nhôm kính hoặc là sắt nhôm, ống nhôm thì mới sử dụng thôi. Đó, bởi vì thùng lửng thì khối hàng của nó sẽ không nhiều. Đó. Thì uh, quay xe quay chi tiết một chút về cái phiên bản thùng lửng của nhà máy Dehan Moto này thì với một cái độ hoàn thiện tôi thấy là được đánh giá khá là cao Đó Như những cái phần sơn này rất là chi tiết Và cái phần bửng này là rất là chắc nha anh em là Tôi sẽ mở ra cho anh em xem <laughs> Về những em nào chở nhôm kính thì chỉ cần là có một cái giá Giá đỡ ở trên là được rồi Và cái phần thùng này thì nó cũng rất là chắc rồi Đó Như anh em thấy nhá Cái bửng này nó rất là nặng nha Cực kỳ nặng luôn Rất dày và nặng Đó với một chiếc thùng cơ bản của nhà máy như thế này là độ hoàn thiện tôi thấy là cực kỳ cao rồi Vậy anh đó. em không cần phải độ thêm một chút nào về thùng nữa Anh em hoàn toàn sử dụng chiếc thùng này đều có thể sử dụng được Đó, những anh em nào chở nhôm kính hoặc là những cái hàng ví dụ như đá, gạch, đá hoa, đá, xi măng các thứ Hàng công trình, vật liệu xây dựng cũng có thể sử dụng thùng lửng nha anh em Đó, với một chiếc xe thùng lửng thì với chiếc xe tải TDA 345L này thì nó có chiều dài thùng lên đến là 6m nó có chiều dài lên đến là 6m05 Anh em chở những cái mặt hàng như đồ ống nhựa, ống sắt Có độ dài 6m thì hoàn toàn vẫn có thể đóng được cửa Bởi vì lọt lòng của nó là 6m05 cơ Rất phù hợp rất nhiều mặt hàng nha đó à, Một câu chuyện tiếp theo mà anh em đang nghĩ đến so về cái chiếc xe tải thùng lửng này Là nó có gắn cẩu được không Thì uh, theo tôi là anh em không nên nha Bởi vì chiếc xe này tải trọng của nó chỉ là 3,5 tấn thôi Anh em chở những cái mặt hàng công kênh là chính Nhôm kính là chính đó, nhưng mà để mà gắn cầu thì riêng cái cầu, cái cầu 2 hoặc 3 khúc nó đã nặng khoảng tầm 2 tấn rồi thì nó đã hết tải của chiếc xe này rồi. Đó, với lại mà gắn cầu lên thì động cơ công suất của nó cũng phải lớn nữa thì mới gắn được cầu. Đó. Thì theo tôi thì anh em nếu muốn gắn cầu thì anh em sẽ lựa chọn những cái dòng xe 7 8 tấn thì nó sẽ phù hợp rất là nhiều. Đó, 7 8 tấn, 15 tấn thì nó sẽ phù hợp rất là nhiều. Đó, chi phí của nó cũng sẽ cao hơn. Với mức đầu tư của chiếc xe tải thùng lửng của Terra 345SL này, sử dụng động cơ Isuzu này thì Mức đầu tư của nó chỉ rơi khoảng tầm 500 triệu là anh em Mức đầu tư của nó chỉ hơn 500 triệu một chút là anh em có thể nhận xe rồi Đó, Đây là một mức đầu tư cực kỳ hợp lý ở trong cái thời điểm mà khó khăn như bây giờ Một chiếc xe giá thành hợp lý mà lại có kích thước thùng cực kỳ lớn Dài 6m05, rộng 2m và riêng cái phần bừng này là anh em cái phân bừng của thùng lực Nó sẽ khoảng tầm 60 phân nha anh em Đó, Chở những mặt hàng nhôm kính thì quá thật tuyệt vời Chở những cái mặt hàng, chở những cái hàng nhôm kính thì cực kỳ là hợp lý rồi Đó. Ok Vâng và đây là khối động cơ của chiếc xe tải uh, Terra 35 SL Thì uh, tôi như tôi đã thông báo ở trên là chiếc xe được sử dụng với động cơ Isuzu Thì như anh em thấy mã động cơ Isuzu ở đây Và đây là động cơ Isuzu chính hãng anh em Đó, Anh em không phải sợ hàng nhái hàng Trung Quốc đâu Đó, Và với cái động cơ này thì có nó sản sinh ra cái công suất là 110 PS Tương đối lớn 110 PS là tương đối so với những chiếc xe tải 3,5 tấn bây giờ Và nó là máy điện nha anh em Máy điện thì nó có turbo tăng áp rồi nên là cái việc công suất cũng như là cái việc tốc độ của nó rơi khoảng 90 cây là chuyện rất bình thường. Đó. Dung tích xi lanh là 2.8 lít thì chiếc xe này tiêu hao cực kỳ ít nhiên liệu. Chiếc xe này tiêu hao chỉ là 9,5 đến 10 lít trên 100 km đường hỗn hợp thôi. Đó. khi mà có hàng lên thì nó sẽ khoảng hơn 10 lít một chút. Đó, một chiếc xe vừa đầu tư vừa thấp, chi phí đầu tư thấp mà lại tiết kiệm cho chúng ta những cái khoản như xăng dầu như vậy thì đây là một chiếc xe cực kỳ đáng đầu tư nha anh em. Vâng, cụ thể giá thành của chiếc xe tải Terra 345L phiên bản thùng lửng Nhà máy này thì đang có mức giá là 505 triệu và đang được khuyến mại 10 triệu 100% lợi phí trước bạ của nhà máy nhưng mà nó chỉ diễn ra trong vòng hết tháng 3 này thôi. Đó, nếu anh em có nhu cầu cũng như là muốn được tư vấn thì hãy liên hệ với hotline tôi để bên dưới màn hình nha. Và đừng quên like, share và đăng ký kênh để chúng tôi có động lực để ra những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.